Cẩn thận sứa biển. Cứu đâu được rồi. Để con. Để ba xem nào. Là một chiếc bốt rách. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, con trai tôi bị một chiếc bốt rách cắn tay, xin hãy giúp tôi với. Cái gì cơ? Chúng tôi tới đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, chiếc bốt cắn tay con tôi ở đây. Hả? Anh có chắc không? Đúng mà, chiếc bốt đó rơi xuống biển rồi. Để tôi kiểm tra xem. Cuối cùng cũng tìm được. Nhưng chiếc bốt này trông bình thường mà. Hả? Cái gì vậy? Cẩn thận. Đây là sứa biển. Một số sứa biển có độc. Nếu bạn bị đốt, vết thương có thể bị sưng lên gây đau đớn. Cái gì có độc ư? Cậu bé có thể chuyển biến xấu. Chúng ta cần đưa cháu bé đến bệnh viện ngay. Hả? Có chuyện gì vậy? Cả một đàn sứa ư? Ôi không, thuyền bắt đầu bị chìm. Chúng ta phải đi ngay. Ở đây cũng có nữa. Sao chúng ở khắp mọi nơi vậy? Nhảy lên đây. Đội mũ bảo hiểm lên. Chúng ta nấp ở chiếc thuyền đằng kia. Chúng ta thoát rồi. Không thể nào. Chỉ có nửa con tàu thôi sao? Hả? Con kia to quá đi. Cẩn thận. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta cần hỗ trợ. Xong cả rồi. Hả? Babylon, chúng tôi bị sứa biển bao vây, cần sự trợ giúp của bạn. Đã rõ. Đây là cơ hội thử thiết bị mới của mình. Babylon luôn luôn có cách. Wow, có thật nhiều sứa biển. Babylon, chúng tôi đang ở trong chiếc tàu đắm. Tôi đến đây. Hãy xem đây. Babylon, đánh lên. Sắp tới rồi. Ôi không, những cái xúc tu đang chặn đường tôi. Nhưng chúng không ngăn cản tôi đâu. Bóng bóng cứu hộ. Bám chặt vào. bong bóng này tuyệt quá đi hả? Mèo con bị thương, chúng ta phải mau chóng đưa cháu đến bệnh viện. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số loài sứa có thể có độc. Nếu bạn bị đốt, nó có thể gây đau đớn và ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Các bạn phải cẩn thận khi chơi ở biển. Nếu bị sứa biển đốt, thì các bạn hãy nhanh chóng đến bệnh viện nhé.